công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tây của tháng 5 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 544. Số điện thoại để gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-5-844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là anh Hoàng tại thành phố Houston. Xin mời anh Hoàng lên tiếng đi ạ. Anh Hoàng ở Houston, xin mời anh lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư ạ. Dạ, xin chào anh. Dạ, luật sư ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi cho bố mẹ em á. Thì bố mẹ em hiện là có thẻ xanh 10 năm qua đây theo diện con bảo lãnh cha mẹ á. Thì bố mẹ em qua hồi tháng 6 năm 2022 là năm ngoái. Thì trong thời gian bố mẹ em qua đây thì vừa rồi tháng 11 bố mẹ em có về Việt Nam, đầu tháng 11 đến đầu tháng 3 năm nay bố mẹ mới sang lại, thì tổng thời gian về là 4 tháng. Thì em muốn hỏi là trong vòng theo cái tình hình của bố mẹ em là có thẻ xanh thì có cái quy định là em nghe nói là một năm chỉ được về Việt Nam tối đa 6 tháng, thì nếu mà về trên 6 tháng thì phải xin cái entry permit. Còn nếu mà mình không xin cái đó mà mình đi về trên 6 tháng thì khi mình qua lại là sẽ bị người ta tịch thu thẻ xanh. Cho Tuấn cắt ngang em đi ha, cho Hoàng, cho Tuấn cắt ngang Hoàng cái. Cái ý muốn của ba má là cái gì? Dạ, tại vì bố mẹ em thì cũng muốn về Việt Nam nhưng mà cũng muốn đi qua đi lại thường xuyên á. Thì cũng sợ là về cái thời gian về trên 6 tháng. Thì em nghe nói là về một lần. Hoàng, stop Hoàng. Ok, Tuấn đang hỏi cái ý muốn của ba má, ba muốn qua lại từ Việt Nam đây. Cái câu hỏi kế tiếp của Tuấn cho Hoàng ha, là tương lai ba mẹ sống ở đâu nhiều hơn, ở Việt Nam hay bên Mỹ? Dạ, bố mẹ thì vẫn muốn đi qua đi lại thường xuyên. Được, em không có trả lời cái câu hỏi của Tuấn. Em không có trả lời cái câu Mỹ. Về lâu về dài thì ok. Về lâu về dài thì bố mẹ chắc sẽ định cư ở Mỹ. Ok, và câu hỏi thứ nhất cuối cùng là ba má sẽ tiếp tục ở Việt Nam bao lâu nữa cháu? Hiện giờ thì bố mẹ vẫn đang ở bên Mỹ. Nhưng mà có thể là sẽ về 2-3 tháng xong rồi lại qua lại, rồi lại về thêm 2-3 tháng rồi lại qua lại. Sẽ tiếp tục như vậy bao lâu nữa? Sẽ tiếp tục như vậy bao lâu nữa? 1 năm, 2 năm hay 3 lâu? Dạ, cái đó thì em cũng không có biết chắc chắn được, tại vì một cái công việc vẫn có công việc ở bên Việt Nam á, thì ví dụ có công việc cần thì bố mẹ lại về, còn xong việc thì bố mẹ lại qua bên này. Ok, cảm ơn Hoàng. Tuấn cố ý Tuấn cắt ngang em tại vì cái gì em trình bày nó không có chính xác và nó không có đúng, Tuấn không có muốn khác người khác hiểu lầm. Cho nên đó là lý do tại sao Tuấn cắt ngang Hoàng ha. Bây giờ để cho Tuấn trình bày theo cái ý muốn của ba má của em ha. Rồi sau đó nếu mà em còn câu hỏi thắc mắc gì thì liên lạc với văn phòng. Ok. Cảm ơn Hoàng đã chờ điện thoại từ nãy tới giờ, cúp đi ạ. Đây là cái mặt luật ha. Khi mình có thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm, mình chỉ là thường trú nhân thôi, thường trú nhân. Thì cái thường trú nhân của mình có thể bị mất nếu mà mình ở Việt Nam hoặc là ở ngoài nước Mỹ trên một năm mà không quay lại. Ok, ở ngoài nước Mỹ trên một năm mà không có cuốn sổ re-entry permit thì mình có thể bị mất thường trú nhân. Cái thứ nhì nữa, nếu mà trong cái totality of the circumstances, là trong cái tình trạng tổng quát lại hết, là người ta rõ ràng ở ngoài nước Mỹ nhiều hơn ở trong nước Mỹ thì có thể là bị mất thường trú nhân. Ok, cho nên đó là hai cái lý do tại sao người ta xin cái re-entry permit. Một cái là tại người ta sẽ đi một chuyến hơn năm, hoặc là người ta thường xuyên ở ngoài nước Mỹ giống như Việt Nam,
hơn là trong nước Mỹ. Ở ngoài nước Mỹ hơn Việt Nam, giống như Tuấn cho thí dụ, giả sử 5 năm vừa qua, người ta chỉ có ở đây 11 tháng thôi. Xin lỗi, người ta chỉ có ở đây 1 tháng thôi, ở Việt Nam 11 tháng. Người ta qua lại thôi, nhưng mà cho dù người ta qua lại thường xuyên, nhưng mà cộng lại hết, người ta chỉ có ở đây cao nhất là 1 tháng trong 12 tháng, còn 11 tháng người ta ở Việt Nam. Đó là cái thí dụ, người ta làm như vậy liên tiếp, không phải là 1 năm, 2 năm, mà thường xuyên là 3, 4 năm lại. Đó là hai cái tình trạng bắt buộc phải xin re-entry permit. Nào, khi nào cái vấn đề này nó pop up, khi nào cái vấn đề này mà nhân viên của Bộ Ngoại an, cái người kiểm tra tại cửa khẩu, cho dù là hải quan hoặc là của Sở Di trú hỏi, khi người ta bắt đầu thấy là người ta là ba má cháu đi hơn 180 ngày, đi hơn 180 ngày một chuyến là một. Hoặc là khi người ta bắt đầu thấy cái người này thường xuyên ở Việt Nam, gia vô đây rất là ít thôi, rồi thường xuyên ở Việt Nam và không có cái sự nhiều cái sự ràng buộc ở đây, nhiều cái sự ràng buộc ở đây, giả sử nhà cửa, cơ sở thương mại, khai thuế, công ăn việc làm, đó. Thì trong những cái tình trạng đó, một là đi hơn 6 tháng khi tới cửa khẩu người ta thắc mắc liền, hai là cho dù không đi 6 tháng mà người ta thấy thường xuyên ở Việt Nam, ở đây không có cái sự ràng buộc, không có công ăn việc làm, không khai thuế, không có tài sản gì hết, thì lúc đó cái nhân viên ở cửa khẩu người ta bắt đầu người ta question, okay. Người ta phải đòi hỏi người này có chính thức có ý định định cư đây không, hay là chỉ có chính thức là ở ngoài nước Mỹ và bỏ cái thường trú Nhật đó. Cho nên nếu mà ba má cháu, ok, nếu mà ba má cháu giả sử đi trong vòng 1-2 năm nữa chưa có thu xếp công việc ở Việt Nam xong, cho nên ba má cháu cần đi, ok. Nhưng mà đi mỗi lần giống như cháu nói là qua đây tháng 6 rồi tháng 11 mới đi, nghĩa là 5 tháng sau mới đi, mà đi có 4 tháng rồi qua lại, that's ok. Nhưng mà giả sử tiếp tục đi như vậy đi, một năm một lần, hai lần, hoặc là năm sau cũng vậy, cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng là giữ nó dưới 6 tháng là một ha. Và cái quan trọng hơn là cho người ta thấy mình có cái ý định sống ở đây. Nhà cửa đâu, xe cộ đâu, bảo hiểm đâu, có khai thuế hay không, con cái đâu, đó, nhà băng đâu, tất cả những cái đó để có thể mình chứng minh lúc nào mình cũng có cái định sống ở đây. Khi nào cần làm cái re-entry permit? Khi bắt buộc đi trên một năm là cần. Hoặc là khi nào tổng cộng lại hết, mình cho giả sử cái thí dụ 3 năm, 5 năm, mình rõ ràng không có sống ở đây, nhiều ở Việt Nam thôi, thì lúc đó nên làm re-entry permit. Nhưng mà cái re-entry permit đừng có quên rằng là cái thời gian hiện tại bây giờ từ 15 cho tới 20 tháng nó mới cấp lực, nó rất là lâu. Cho nên nhiều khi người ta xin bây giờ, nhưng mà tới lúc cấp thì người ta lại không cần nữa, người ta đã dàn xếp hết công việc, công ăn việc làm ở Việt Nam rồi, người ta đã qua bên này rồi. Cho nên tất cả cái này, đây là cái lý do tại sao mình hỏi what does your parent want to do, là cái ý muốn của ba má cháu là như thế nào để cho mình biết, mình sắp xếp. Nhưng mà cố gắng giữ nó dưới 180 ngày cho mỗi chuyện. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ở Houston. Bây giờ cho Tuấn, xin mời cô Ngọc cũng ở Houston luôn. Xin mời cô Ngọc lên tiếng đi ạ. Cô Ngọc ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô. Ok, cô Ngọc ở Houston, cô còn trên đường sóng không? Ok. Thưa quý vị, có một số quý vị email cho Tuấn, ok, thì Tuấn muốn trả lời cái câu hỏi của cái email của cá nhân của người này đang ở trong nước Mỹ. Cái này nó lại liên quan tới cái phần B của cái visa bulletin mà phần đầu chương trình Tuấn có gửi cho quý vị. Đây là cái câu hỏi của cô ta. Tôi có thẻ xanh 7 năm đang bảo lãnh con trên 21 tuổi ha. Cho nên đây là hồ sơ F2B ha. Đứa con đang du học đây từ năm 2010 và hiện nay đã tốt nghiệp và được phép đi làm một năm. Đi làm một năm thường thường Tuấn thấy cái đó là OPT, đi thực tập thôi. Nghĩa là sau khi 4 năm hoặc là 6 năm tốt nghiệp thì cháu nó có thể đi thực tập một năm. Còn nếu mà STEM thì được 29 tháng cộng thêm 17 tháng nữa. Hồ sơ có biên nhận là ngày gửi hồ sơ đi là ngày 16 tháng 9 của năm 2016. Cho nên bác bắt đầu bảo lãnh là ngày 16 tháng 9 năm 2016. Ok. Visa bulletin thì cái đó mình đã thấy rồi. Cái câu hỏi của cô ta này, khoảng bao lâu nữa cháu sẽ được phỏng vấn? Ok. Tôi bảo lãnh cháu theo diện cháu du học, vậy khi nào cháu được phép đi làm thì có gặp trắc trở gì không? Ok. Tuấn cố ý tân lựa chọn cái câu cái thắc mắc này trong cái email của Tuấn.
Tại vì Tuấn rất là hy vọng người ta đừng có tự làm mấy cái hồ sơ này. Giống như Tuấn nói trong cái chương trình rất là nhiều, khi làm nó đúng thì lại thấy nó dễ, mà khi mà nó bắt đầu sai thì nó sai khủng khiếp lắm, mà nó rất là hại. Đầu tiên là cái hồ sơ này là hồ sơ F2B, là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Cái ngày ưu tiên là ngày 16 tháng 9 của năm 2016. Cho nên nếu mà căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin cho tháng này, là hôm nay là bắt đầu tháng này, thì cái phần B nó đã tới để cho chuẩn bị cái hồ sơ, Nghĩa là nếu mà cháu nó Việt Nam thì bắt đầu thủ tục 6 bước ha. Rồi, nhưng mà cháu nó không phải Việt Nam, cháu nó ở đây, thì cháu nó có thể nộp đơn xin thẻ xanh, nhưng mà trước khi nộp đơn xin thẻ xanh phải check cái website của sở di trú USCIS để xem là sở di trú bắt phải sử dụng, trung tâm visa có bắt phải sử dụng cái ngày ưu tiên của phần A hay là phần B để nộp cái hồ sơ xin thẻ xanh là cái I-485. Nhưng mà cái hồ sơ xin thẻ xanh I-485 chỉ có quyền nộp trong nước Mỹ khi nào? Chỉ có quyền nộp trong nước Mỹ khi mà người ta cho sử dụng phần A hay phần B là một. Cái thứ hai là cháu nó không có thể ở đây bất hợp pháp một ngày nào hết, và cháu nó không có thể làm cái gì trái với cái điều kiện du học sinh hoặc cái visa của cháu. Cho nên cháu nó phải lưu trì cái tình trạng di trú ở đây thì mới có quyền nộp kỳ 485. Cái câu hỏi chừng nào cháu nó được phỏng vấn thì cái đó nó lại tùy theo cái văn phòng địa phương. Nhưng mà cái câu quan trọng là khi nào cháu được chấp thuận thẻ xanh. Tại vì nhiều khi phỏng vấn sớm, nhưng mà cái phần A lát nữa Tuấn gửi thì nó đang đáo hạn cho những cái hồ sơ vào ngày 22 tháng 9 của năm 2015. Đây nó chỉ cho nộp thôi, nhưng mà nó chưa có quyền được chấp thuận cho thẻ xanh, tại cái phần A nó chưa có đáo hạn. Nó chỉ đáo hạn cho những hồ sơ nào trước ngày 22 tháng 9 của năm 2015. Hồ sơ của cháu nó là ngày 16 tháng 9 của năm 2016. Cho nên nếu mà phỏng vấn mà cái visa nó không có thì cái hồ sơ thường sở di trú nó lưu lại, nó vẫn cho tiếp tục đợi chờ, rồi trong cái thời gian đợi chờ vẫn tiếp tục được xin giấy phép lao động. Thì thường cái giấy phép lao động nộp cùng với cái 485 là cái thẻ xanh, giấy phép lao động bây giờ khoảng 1 năm mới có lực. Đó, cho nên nó có nhiều chi tiết ở trong ở đây lắm, rất là nhiều cái chi tiết trong ở đây mà Tuấn cảm thấy là Tuấn sợ, rất là lo sợ nếu mà tự làm. Mà cho dù làm nó đúng hay không đúng, mà sau này cái đợi chờ cái thẻ xanh, Tuấn cảm thấy nó sẽ gặp trục trặc, thì lúc đó lại nó lại thêm một cái vấn đề trở ngại rất là lớn nữa. Cho nên Tuấn chỉ có tạm thời giải thích sơ qua như vậy thôi. Tuấn rất là hy vọng cô và con của cô tìm luật sư để giúp cho. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là cô Ngọc tại Houston. Xin mời cô Ngọc lên tiếng đi cô. Cô Ngọc ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô. Dạ, chào luật sư ạ. Tôi có câu hỏi là tôi qua Mỹ đã được 9 năm rồi. Và tôi có về Việt Nam được 4 lần. Mà một lần tôi đi về Việt Nam nghĩa là 5 tháng. Vậy luật sư vui lòng cho câu hỏi là nếu bây giờ trong năm nay tôi nộp đơn thi quốc tịch, nó có khó khăn gì không ạ? Wow, cô có biết tiếng Anh không? Dạ, biết một chút ít hả luật sư. Dạ vâng. Ok, cô qua đây 9 năm theo diện gì cô? Dạ, theo diện chồng bảo lãnh được chứ. Dạ vâng, cho nên kết hôn ở Việt Nam phải không? Dạ đúng rồi. Còn hay không còn hôn thú với ông xã cô? Dạ vẫn còn ạ. Ok, câu hỏi kế tiếp. Cô nói cô đi 4 lần, mỗi lần 5 tháng. Dạ. Ok, cái 4 lần đó là trong cái 4 lần đó là mới đây hay là khi nào cô? Dạ, bắt đầu từ năm 2016 đó, từ luật sư tới bây giờ luôn đó, là 4 lần. Dạ vâng, mỗi năm một lần hay sao cô? Dạ, cách 1 hoặc 2 năm rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô còn câu hỏi cho tôi không? Dạ còn, dạ nếu mà bây giờ tôi nộp đơn thi quốc tịch như vậy á, thì có thể thời gian mình được đi phỏng vấn là lâu hay là chậm gì bác luật sư ạ? Dạ vâng, và chồng cô vẫn kết hôn sống chung với chồng cô. Chồng cô có quốc tịch không? Dạ có ạ. Okay, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô cúp điện thoại đi để cho tôi có cơ hội tôi trả lời cho cô. Ok cô, cô hỏi về vấn đề cái luật liên quan tới vấn đề quốc tịch cô. Ok. Quốc tịch đó, thì cô có hai điều kiện nha.
điều kiện nộp đơn theo diện vợ chồng là 3 năm thường trú nhân hoặc là 5 năm bình thường. Ok. Khi anh Văn mình không có mặt thì nên nộp theo diện 5 năm. Ok. Tại 3 năm thì cô phải trả lời rất là nhiều câu hỏi ngoài lề liên quan tới hôn nhân của cô còn hay không còn sống chung. Ok. Nhưng mà có thể nhân viên sở trú nó cũng hỏi anyway theo cái diện 5 năm. Nhưng mà trong cái tình trạng của cô thì bây giờ mình nói cái 5 năm điều kiện đi, là ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 của năm 2023. Ok. 5 năm trước đây là ngày 1 tháng 5 của năm 2018. Ok. Cho nên bây giờ mình ngỏ cái thời gian quá khứ là 5 năm, ngày 1 tháng 5 của năm 2018 cho tới ngày hôm nay. Cô ở đâu nhiều hơn? Nếu mà cô ở bên Mỹ 51% là cô đủ một điều kiện. Cái thứ hai, cái 5 năm vừa qua nó phải là liên tiếp, phải liên tiếp. Nó không phải liên tiếp nếu mà mỗi chuyến đi nó hơn 180 ngày. Đây cô nói 5 tháng là cao nhất thôi, nó chỉ là 150 ngày thôi. Cho nên nó vẫn là liên tiếp. Cho nên tôi cảm thấy sơ qua thôi là cô đủ điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch nếu mà cô muốn nộp ngày hôm nay. Còn những cái phần khác, khả năng ăn văn và cái lý lịch của cô và những cái mối quan hệ giữa cô và chồng của cô cũng phải chuẩn bị nữa, phải nghiên cứu nữa. Thời gian quốc tịch ở trong tại Houston bây giờ thì tôi cảm thấy nó chỉ có 6 cho tới 12 tháng thôi. Cảm ơn cô Ngọc ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời ngay kế tiếp rồi sau đó tới cái visa bulletin của tháng 5. Cho Tuấn cũng mời cô Ngọc ở Houston, xin mời lên tiếng đi cô Ngọc. Dạ, xin chào luật sư ạ. Tôi tên là Ngọc, tôi muốn hỏi luật sư hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em trai của tôi nó có hồ sơ diện F4, nhưng mà bây giờ nó muốn cho con nó đi qua đây du học với luật sư, thì cháu nó có đi được không ạ? Với lại nếu mà đi được thì hồ sơ phải làm từ Mỹ hay là làm từ ở Việt Nam? Rồi câu hỏi thứ hai là tôi đi theo diện quá phụ I-360 thì tôi ở Mỹ được bao nhiêu năm thì tôi mới nộp hồ sơ thi quốc tịch được ạ? Dạ thưa luật sư cho biết ạ. Dạ thưa hết ạ. Dạ cảm ơn cô, cho tôi hỏi cô vài câu thôi. Ở Việt Nam cháu đi du học là cháu trai cháu gái, để cho mình dễ xưng hô cô? Dạ cháu trai ạ. Ok. Ba cháu nó có cái hồ sơ bảo lãnh từ hồi nào cô? Dạ từ 2013 đó luật sư. Dạ vâng, và nó chưa có chấp thuận ha? Dạ vâng. Dạ vâng. Ở bên này có bác có còn ai nữa không? Dạ có ạ. Dạ tôi hiện đang ở Mỹ. Dạ vâng. Thì thêm một người em gái tôi ở Mỹ nữa. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô dạ, Ngọc, dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình. Thưa cô, nếu mà đã là quá phụ đi qua đây theo cái chương trình Special Immigrant là I-360 thì cô phải chờ 5 năm cô. Cô phải chờ 5 năm để vào được quốc tịch cô. Cho nên cái chương trình Widow là 5 năm cô. Còn nếu mà cái chương trình bị bạo lực thì nó là 3 năm. Nhưng mà đây nó chương trình quá phụ là 5 năm. Câu hỏi đầu tiên cô hỏi về cho cháu cô muốn đi du học, nhưng mà ba cháu có cái hồ sơ bảo lãnh từ năm 2013 cho tới bây giờ. Thì cái câu trả lời là có quyền được xin đi du học. Ok. Nhưng mà Tuấn cảm thấy là cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em nó không có ảnh hưởng gì bao nhiêu hết cho cái cơ hội cháu nó được xin du học. Ok. Xin đi du học là visa F1, đi du học tự túc. Cái điều kiện để xin cái visa du học là cái vấn đề điều kiện của cháu và gia đình cháu nó phải chứng minh từ Việt Nam. Chứng minh hai cái vấn đề hoặc là ba vấn đề. Cái giáo dục của cháu, cái trình độ của cháu, cái khả năng của cháu, cái mức độ của cháu, điểm và tất cả hết. Cái thứ hai là phải chứng minh về cái vấn đề khả năng kinh tế để trả cái tiền học ở bên này. Và cái thứ ba là phải trình bày cái sự ràng buộc và cũng là kinh tế để khuyến khích cháu nó trở về Việt Nam. Đó. Cho nên tất cả mọi người xin đi du học, đó là ba cái điều kiện. Nào, điều kiện để trình bày mình sẽ có ý định trở về Việt Nam nó rất là quan trọng cho cái visa du học. Và cái chính là cái tài sản và cái sự giàu có ở Việt Nam. Mình cố ý mình sử dụng cái chữ giàu có nha. Đó là cái chính điều kiện. Đó.
Còn nếu mà người ta không phải là giàu có Việt Nam, không có khả năng kinh tế để cho con người ta du học, thì cái hồ sơ nó sẽ bị từ chối. Đó. Tại vì cái visa, loại visa này đòi hỏi như vậy. Nhưng mà nhiều khi có cái hồ sơ bảo lãnh nó lại ảnh hưởng cái cơ hội để cho người ta xin du học hay du lịch. Nhưng mà đa số những cái hồ sơ F4, especially cái hồ sơ năm 2013, ít nhất là từ 7 năm cho tới 10 năm nữa nó mới đáo hạn, mới có thể cơ hội phỏng vấn, thì nó còn rất là xa vời. Nhưng mà soi sánh với một người đang du học mà có bạn trai, có quốc tịch ở đây thì nó lại khác, nếu mà người bạn trai nộp hồ sơ bảo lãnh. Cho nên cuối cùng muốn nói là như thế này, là cái hồ sơ bảo lãnh của ba cháu nó thì bắt buộc mình phải kê khai. Nhưng mà Tuấn thấy nó không có cái sự ảnh hưởng gì lớn đâu. Đó. Make sure là kê khai, chứ mình không bao giờ mình muốn chính quyền nói, mình nói là ông. Okay. Nhưng mà cái chính cho cái hồ sơ du học là cái vấn đề khả năng, cái điều kiện, cái quá khứ của cái học trình của cháu là một, cái kinh tế của gia đình của cháu có thể cho cháu nó học đây được hay không. Và cái thứ ba, những cái sự ràng buộc về cái vấn đề tài sản, nhà cửa và tất cả hết ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mà những cái điều kiện nó có thì cái cơ hội du học nó vẫn còn, cho dù đang có cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Tất cả thủ tục này làm hết ở Việt Nam nha cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2023. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2023, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2014. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 9 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 4 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2023. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình Luật Di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 của năm 2023. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.